Vâng, xin kính chào anh em là Sô Đông Hoàng Phương. Và nay thì em lên một video về sản phẩm chia sẻ cho anh em, và đang vào vụ ong cao điểm rồi. Và anh em nên chọn một cái ống nhòm là săn ong chuyên dụng anh em nhé. Thì đây là trên tay em đây là hai mã sản phẩm, một là mã ED Capter này và ED Hyperion này. Là cái mã ED cao cấp này mọi người này, là phiên bản Hyperion đấy mọi người. Là năm nay anh em lấy rất là nhiều, và sản phẩm này là mã kính hồng ED này anh em này. Anh em lấy rất là nhiều, và sản phẩm này thì anh em tin tưởng bên Hoàng Phương và anh em đặt rất là nhiều về sản phẩm, về độ uy tín này, về chất lượng sản phẩm này và bảo hành anh em nhé. Và đây mọi người này, đây là một mã sản phẩm mà khi anh em gửi hàng đi ấy, thì sẽ có một cái tờ hóa đơn bảo hành này, hướng dẫn này, hóa đơn anh em nhé, hóa đơn bảo hành 2 năm này về cái sản phẩm này, là cam kết hàng chính hãng 100%, nếu mà phát hiện hàng giả hàng nhái em sẽ đền tiền gấp 10 lần cho anh em. Đây, mọi người có một cái hóa đơn cam kết 2 năm anh em nhé. Và riêng hàng hóa này phải có cái mã ở ống nhòm này, cái mã vạch ống nhòm anh em nhé. Anh em nên có mã ống nhòm này để anh em tin tưởng để anh em sử dụng ống nhòm, và phải kính hồng ED và sắc nét anh em nhé. Và cũng có một câu hỏi băn khoăn với anh em bảo là nhiều anh em khách ngày nào cũng hỏi là anh em nên chọn 8 hay 10. Và theo như yêu cầu của em ấy, thì yêu cầu cái nguyện vọng của anh em bảo là nên chọn 8 hay 10, thì theo em này để em giải thích này. Phiên bản 842 thì trường nhìn góc độ nó rộng, thì anh em muốn nhìn rộng thì anh em nên chọn 8, tại vì là con 842 này góc nhìn rộng này, trường nhìn xa của nó sẽ hơi hẹp, hơi ngắn, hơi ngắn một chút anh em, và trường nhìn rộng ấy, trường nhìn nó sẽ góc độ sẽ rộng hơn. Và ví dụ như con ED cao cấp này, thì con ED cao cấp 842 ấy, thì góc độ của nó 8,12 độ, thì trường nhìn rất là rộng và zoom chỉ có 8 lần thôi, và nó sẽ không được nhìn xa. Và con 10 ấy, con 10 thì thực chất là 10x42 anh em này. 10x42 phiên bản cao cấp Hyperion. Và cái mã này sản phẩm em chỉ còn tầm khoảng 2-3 chiếc thôi. Và thì nếu mà anh em đặt hàng nhanh còn hàng, và đặt hàng chậm thì chắc phải đến tầm tháng 7 mới có hàng anh em nhá. Đây này. Thì anh em và em cũng bảo anh em là nên chọn bên em thì ống nhòm sẽ được tốt hơn và sản phẩm sẽ được ok hơn. Và hộp là hộp mới hết anh em nhé. Đây, ví dụ này em bóc sản phẩm ra anh em nhé. Một con sản phẩm mới này, mới 100%, từ trong thùng ra, nguyên túi bóng hết anh em. Đây anh em nhé. Đây con ED Cutter phiên bản 842, em sẽ bóc cho anh em xem qua này. Đây anh em, đây là con phiên bản, đây, mở hộp ra anh em nhé. Nguyên hộp này, túi bóng này anh em nhé. Nguyên hộp sẽ gồm một khăn lau này, quyển một sổ cổ, quyển sổ hướng dẫn của quốc tế của nhà EK này, và một dây đeo bản to này, và được tặng kèm thêm một cái túi đựng em nhá, túi đựng và dây đeo này, túi đựng em nhá, túi đựng dây đeo này, mở ra anh em nhá. Đây, bọc rất là chắc chắn anh em, bọc này, túi đựng anh em này. Đây là một con sản phẩm em vừa bóc ra, là con phiên bản 842 ED Capter. Nói chung con này là phân khúc 2, tầm khoảng 2,7 triệu, thì nó là một hoa hậu bán hàng rồi, tại vì là anh em chốt rất là nhiều, tại vì giá tầm trung lại kính ED anh em này. 842 này, con này thì rất là ok anh em này, mở cái cốp mắt này. Và năm nay anh em lựa chọn 8 cũng nhiều, và 8 vì như nào, tại vì 8 cốp mắt nó sẽ to hơn con 10 anh em nhá. Đây anh em xem này, trên tay em đây là con 10 này, đây là con 8 anh em nhá. Đây cho anh em soi anh em xem qua, đây thì đây con 8 này, đây con 8 anh em nhá, con 8 cốp mắt sẽ to hơn này, còn đây là con 10, con 10 cốp mắt nó sẽ bé hơn một xíu. Và đấy là ưu điểm anh em này, ưu điểm là 842 này cô mắt sẽ to hơn này, và nhìn sẽ xa hơn này, à nhìn sẽ rộng hơn anh em nhá, nhìn trường nhìn xa nó sẽ ngắn hơn một chút, và con 10 này trường nhìn xa nó sẽ xa hơn, và cô mắt nó sẽ bé hơn thì trường nhìn nó sẽ hẹp đi một chút, thì mỗi con nó sẽ có một ưu điểm nhược điểm khác nhau anh em nhá. Và tất cả mặt hàng bên em đây này, kính ED này, tất cả sẽ được chống nước 100%, chống nước IPX7 này, bên trong sẽ bơm khí nitơ này, giúp ống nhòm sẽ điều hòa tốt hơn anh em nhá. Thì anh em cứ nhấc máy lên alo cho em Hoàng Phương để anh em tin tưởng bên em, thì em sẽ cho một sự uy tín về trách nhiệm bên em về sản phẩm, để anh em bỏ ra một số tiền từ 2-3 triệu, 4-5 triệu thì anh em có một sự con ống nhòm nét và anh em đi sử dụng để săn ong em nhé. Nói chung thì đơn bên em cũng nhiều, và đây đơn thì ngay trong sáng nay anh em này, cho anh em xem đơn thì anh em này, chung thì đơn cũng nhiều anh em nhé. Thì em sẽ đóng đơn in đơn cho anh em về sản phẩm này, đơn thì tầm 50, hôm nay sẽ đang vào mối tầm 30 đơn anh em nhé. Thì khi gửi hàng đi này, chắc chắn sẽ có một tờ hóa đơn bảo hành này 2 năm anh em nhé. Hóa đơn của Hoàng Phương, nhìn chữ Hoàng Phương kỹ anh em nhé.
bảo hành Hoàng Phương và một con ống nhòm mới, hộp mới anh em nhé. Hồn là phải hộp trắng, là con hộp trắng phiên bản Edicaptor của cao cấp anh em nhé. Đây bảo hành 2 năm có đầy đủ anh em hóa đơn và số điện thoại của anh em và tên tuổi và chữ ký của em anh em nhé. Và anh em nào mà cũng là em cũng sắp là 1.000 người đăng ký rồi và em sẽ có một con ống nhòm phiên bản nâng cấp HD Dream chống nước anh em này. Thì giá cực tốt cho anh em. Phiên bản này thì giá này sẽ có một quyền bảo hành quốc tế của nhà EK này. Bảo hành quốc tế anh em nhé. Quốc tế là quyền sổ hướng dẫn này. Khăn nao cao cấp anh em nhé. Con này là phiên bản nâng cấp chống nước, cũng HD Dream chống nước anh em này. Em cam kết là hàng bên em là chính hãng 100%. Các hàng giả hàng nháy em đề tiền gấp đôi cho em. Gấp đôi cho anh em tùy cái tiền anh em mong muốn. Con này thì sẽ có đầy đủ cái ma ống nhòm này nổi hết anh em nhé. Phiên bản HD này thì nó sẽ chống nước IPX7 và thiết kế sẽ nhỏ gọn hơn và anh em giữ để anh em đi săn ong ok hơn anh em nhé. Con này em công khai giá là thì sau 1.000 là 1.000 đăng ký rồi, em sẽ sale cho anh em cực sốc này. Em sale 50 đơn đầu tiên đi. 10 đơn đầu tiên là với giá là 1.4 triệu, bao ship bỏ anh 2 năm phiên bản này. Em để chia anh em nhé, khuyến mại cho anh em 10 đơn, duy nhất 10 đơn nha anh em nhé. 1.4 triệu là bao ship bỏ anh 2 năm. Con này anh em nhé. Đây là video chia sẻ cho anh em thì cũng đến đây nó cũng sắp hết rồi. Và em sẽ chia sẻ với anh em về kỹ càng hơn, anh em có thể qua inbox qua Zalo cho em Hoàng Phương và số điện thoại em là 0968899302 anh em nhé. Và em sẽ để lên trên số điện thoại để tên mô đề tiêu đề sản phẩm để anh em yên tâm sử dụng anh em nhé. Edicaptor này thì em sẽ là 1.000 đăng ký rồi và em sẽ sale em cực sốc này, là vẫn giá là vẫn em vẫn giữ giá cho anh em sẽ không tăng giá lên như mọi bên. Em sẽ để là giá là 2.7 triệu là bao ship bỏ anh 2 năm và em sẽ ưu tiên cho anh em khách hàng cũ và khách hàng mới, em sẽ giảm cho anh em một xíu nữa để anh em yên tâm đặt hàng anh em nhé. Edicaptor này, Edicaptor này phiên bản 10 này chỉ còn 2 chiếc và em đủ cả 8 cả 10. Sale em là 4 triệu 4 thì một đơn đi anh em ạ, một đơn duy nhất về đăng ký 1.000 người đăng ký, em đã nói nhầm rồi thì thôi em sẽ sale một đơn thôi anh em nhé. Một đơn là 4.4 triệu và em sẽ xong một đơn em trở về giá cũ anh em nhé, là 4.5 triệu là bao ship bỏ 2 năm, nhận hàng kiểm tra test hàng thoải mái cho anh em nhé. Xin cảm ơn anh em, xin chào anh em.